Vâng, và mình đã trở lại. Vâng, và mình đã trở lại. Chúng ta sẽ chơi cùng bạn mình. Chúng ta à, mình xin lỗi, mình là tên thì rồi à, K-R-K-R. Chúng ta sẽ chơi một trận hay nữa. Để chúng ta có một điều bất ngờ. Mình sẽ chơi cùng bạn mình. Bạn mình thì mới chơi đây cũng được 2 tuần thôi. Mình sẽ có một bất ngờ. Sau trận đấu này chúng ta sẽ có một bất ngờ. Mình sẽ cho các bạn xem một bất ngờ của mình. Mình sẽ đánh chung với bạn mình. Đó là Henry 911. Đó là người Việt Nam. Chơi mới chơi đây cũng được 2 tuần à. Vâng, đẹp trai, vai to. Bạn mình cứ nhắn tin đi. Mình sẽ test thử một con này. Đó là con so. Con so bữa mình test rồi đúng không? Vậy thôi mình sẽ test con này đi. Casher, mình chưa chơi con này với bạn coi bao giờ, hình như là vậy. Đọc mình. Mình sẽ tên đồ phép luôn nha. Men luôn. Ui trời, thật toàn mảnh không như ta. Trận này mà thắng là đẹp trai lắm đây. Bạn mình chơi được có mỗi con bông hoa đó là hết rồi. Không còn gì hơn nữa. Đấy, vô trận. Mình không mua đồ đam nha, mình mua đồ phép. Cho các bạn coi đam phép như thế nào. Mặt rộng. Mình xin lưu ý luôn là các bạn nào có muốn thả cho chơi thì lên CH Play bấm tên vô là Vang and Glory. Nó sẽ ra. Ok. Nói chung là trò chơi thì nó hơi lag thôi, nhưng các bạn chơi thì mình không biết sao. Tùy điện thoại các bạn, điện thoại các bạn mạnh thì các bạn chơi nó không có lag. Ê, vậy đâu luôn vậy? Đó, mới nói. Lag lag chạy mạnh bạn. Bam bam. Hốt lắm. Báo cho nó về trước chứ đúng đó, họ nó chết nữa. Tôi là thằng có lỗi. Chơi giá số trước cái này được không phát trúng rồi, ba phát trúng rồi, phát trúng. Nản chưa? Đó, trúng một phát nữa chết rồi. Ây ây ây, lát quá, lát quá. Ây da, đào. Dù luôn. Chết rồi, xin lỗi bạn nha. Trúng trước. Hạnh phúc của bạn. Ồ, còn sống hứ. Châu về. Châu vậy. Chạy đi, chạy đi hiển sách. Có gì vậy ông nội, đứng trong chỗ ngồi, đứng trong rừng đi bắn đằng kia làm như là bụi vậy, không thấy gì hết. Mình xin lưu ý luôn là chơi game này á, nó không sẽ không có hiện khung chat ở trong game. Giống như vậy nè, không có khung chat, nó chỉ có hình vậy thôi, biểu tượng, cảm xúc vậy thôi chứ không có khung chat. Tại vì khung chat á, sẽ cái cộng đồng game Fanglory á, sẽ muốn tạo ra một cái khung chat tầm mạnh cộng đồng, không có những cái chữ chửi tục, chửi thề, WTF rồi W gì đó, rồi gì biết rồi gì đủ thứ. Họ không muốn như vậy. Họ chỉ muốn ok chơi lành mạnh chứ không có muốn như là ê
không có muốn là phải gây gỗ với nhau các bạn à. Nhìn biểu tượng nè, không có một biểu tượng nào mà gọi là tức giận luôn. Dù các bạn có tức cỡ nào các bạn phải kìm nén, không có biểu tượng tức giận luôn á. Mình chơi cái máy chạy trận mình cũng tức, nó ói đi máu ra. Gặp mấy thằng Mỹ mình chơi nó ngu người nữa, giờ biết nói chuyện nó sao, chửi cũng không được, mình nhắn tin không xong. Nó bờ cái này nó không có chương trình nhắn tin, nhắn tin khinh quà, nó không có chương trình nhắn tin kinh thường, nó chỉ có nhắn tin khinh quà thôi. Thả comment gì thôi chứ thả thính. Thính nơi đâu cứ bay lung tung, bay lung tung, bay lên không trung. Thì nơi đây do em đà ha, em đà thả cho bọt một á. Em thả. Mình giết những con kia nha, nó cứ lên máu, tăng máu hoài. Nó có chiêu nó có cái gì tăng máu á. Chơi ức lắm. Đam phép thôi nha, chứ phải đam thường, chứ không phải đam ban kia mà. Gì bước vô chỗ tôi luôn nè, gì muốn gì bước vô chỗ chơi luôn nè. Các bạn nhát vậy, muốn gì bước vô chỗ chơi nè. Ê thì quá, bỏ chọt con cá này bay banh chành hả. Cái này đang gì vậy, lúng tùng bấy lúng tùng bấy lên không chứ. Nhất nhất là chiều của nó cứ hồi máu hồi liên tục. Hên tôi chưa kết bà con ư. Đó, thêm đồ lên cái này đi tiếp. Ui máu nữa, hết máu rồi, chơi khô máu với nó luôn. Ui quỷ này mình có anti là thấy bà nó rồi. Anti đâu rồi, tôi cần anti, tôi cần anti. Được chứ mình có anh ti. Anh chết chứ tao. Nên cho mày nó chưa có anh ti đó. Ôi gì vậy, tự nhiên hiến máu nhân đạo à. Nó nghĩ tôi với nó bằng cấp nhau hay gì vậy mà. Máu bạn với máu tôi hai máu khác nhau như vậy. Tôi mới ra là bạn nãy giờ bạn đứng lâu rồi nha. Mana cũng không có nên sẽ bắn tôi vậy. Chết luôn rồi bạn. Trời ơi hay quá bồ ơi. Ra cái này. Nữa hiến máu nè, trụ đam chu chiều mới bắn con cái rồi đó. Trụ nó muốn đẩy xuống xong mà. Hề nã nã cái trụ đựng viên tốt. Good boy, good boy. Bên đây bên Mỹ này mình chơi, mình nói lên nói chuyện nói về hoàn cảnh luôn ha. Mỹ này mình cũng mới qua Mỹ được có vài tháng à. Mình qua theo diện định cư, vô trường họ thì cũng thoải mái lắm, thoải mái Việt Nam nhiều. Ui thoải mái Việt Nam nhiều, bạn bè thầy cô gì hả không có áp lực. Mình thích nhất bà cô sự mới vô là đã làm thân mình chứ.
mình tại vì mình không có biết tiếng á. Vô cái bả, vô bả thân quen trước rồi, muốn coi hết. Bả kêu là đừng có ngại, vô lớp đừng có ngại hết, là vui thôi. Vô học thiệt chung là bả thân mình lắm á, nhưng mà con cái môn sử mình á, điểm nào cũng thấp. Bên đây á học thân thì thân thôi chứ điểm là do mình tự cố gắng chứ không ai thiên vị ai hết. Không ai thiên vị ai hết, bên đây không có ai mà chơi thiên vị, không có thầy cô nào mà chơi thiên vị nhau hết. Học cố gắng là ok lên chứ không có vụ thiên vị. Pump the brakes. Học ở đây mình thích nhất cái môi trường thôi, môi trường học rất là tốt, không phải gò bó gì những cái chuyện thi cử hay là cái gì. Từ lúc ở đây mình học bằng 3 tháng rồi đó, 4 tháng rồi. Không học bài ngày nào đâu, từ tháng 8 tới giờ. Và cái thời gian học bắt đầu từ giữa tháng 8. Bài dở thì mình đâu có học gì đâu, ít khi học lắm. Sử thì mình nếu mà không biết lên Google thôi. Anh Google lúc nào cũng biết hết, chị Google lúc nào cũng biết hết. Mọi thứ từ A tới Z. Không biết ok lên học có bài. Kỳ quá. Cứ chết hết vậy. Toán của mình á, bên đây nó học một kiểu hơi khác Việt Nam nhiều, khá xa lắm. Dù mình học toán ở đây thì mình học bên đây 14 môn mình học luôn một tuần, 14 môn bên đó chỉ học đúng 7 tiết nhưng mà chỉ đúng có 6-7 môn gì à. Còn 7-6-7 môn kia rồi phải qua sang năm mình học. Ví dụ như là mình học đi toán, sử, anh rồi vẽ hay cái gì đó, thể dục gì đó. Tính luôn thể dục là một môn học luôn chứ phải môn học chính luôn chứ không phải là như bên Việt Nam mình đâu. Xong rồi cứ thích thì chuyển môn, lúc đầu năm vô không học không ổn thì chuyển môn, không xem giỏi thì chuyển môn, cái cuối cùng thì đại kêu thành tích đó thôi. Học thì sao đây, nó học không gò bó, bạn chỉ cần học sao kêu đạt được thành tích được. Bên này thì mình học anh Văn, qua có biết anh Văn gì đâu. Qua khảo sát nó cho bài tập và cô có cho một bài tập nhỏ, hỏi 12 câu, mình trả lời đúng 2 câu. Mình thật là ngỡ mình ghê luôn. Cái bài sắp vô chung là tụi mình thì mình ở ban kế sắp, sắp vô cái lớp hầu như là đứa nào qua cũng ở lại lớp lớp 9 hết. Mình nghe đứa nào cũng nói vậy, ai cũng nói vậy. Mọi người có mấy anh chị lớn cũng qua đây cũng học lại lớp 9 xong rồi lên lớp từ từ, còn người nào thì nó vô test trước, thấy người nào mà trình độ anh văn tốt cao thì nó cho lên lớp 10. Mình bên Việt Nam là mình finish lớp 10 rồi, qua đây bắt học lại lớp 9 đồn như lời. Bố cũng thấy ngại lắm chứ. Tự nhiên vô cái học lại chính rồi. Mình lớp 9 mình. Mà thì cứ qua đây mình học lớp 9 là một chuyện cực kỳ khó luôn rồi đó. Thì sao bài tập lớp 9 giúp bên đây không có dễ nhau à. Khó lắm. Học các bạn tưởng đây học cũng dễ không? Mà cố gắng thì dễ thôi chứ.
Một phe mình học không có gì là dễ dàng ha. Học bên Mỹ hay thiên đường thì đúng là thiên đường, chuyên thiên đường cho những người chăm. Mình thì mình 50-50, vừa chăm lẫn lười. Mấy môn mà học tốt thì cũng như anh văn, mình qua chưa biết, nó phải bắt mình học 3 tiết anh văn, mà 7 tiết cho một ngày, mình học 3 tiết hết anh văn rồi. Một tiết vẽ, 3 tiết anh văn, tiết vẽ mấy tiết đó mình giỏi, mình cũng được 9 mấy điểm. Chăm cũng có, 9 mấy cũng có, mà vẽ hầu như mình được 9 mấy là nhiều. 9 mấy không, không vẽ hầu như hầu được 100 là nhiều. Bà vẽ mình vẽ quá đẹp. Có tiến bộ. Tôi bị đánh kìa. Mấy bữa là mình vẽ bài, vẽ mình bài này cũng được 100. Bữa phớt lên ông Trung giờ vẽ, ông kêu vẽ người mà em yêu thích nhất, mình ủng hộ Clinton, quốc ông Donald Trump vô. Không còn gì chối cãi. Bữa còn ngôn lù hơn nữa. Bữa vẽ xong rồi không biết để dục ở đâu, đi kiếm. Trời thần đất lở luôn. Lục tung ra cứ cuối cùng là cái bài vẽ đó là mình đã nộp thầy. Chạy đi, chạy đi. Thì lỗi quá mấy ông, đánh mà đánh cứ đánh nhau lỗi cũng chết. Chiếc này phải lên giáp, lên giày, đồ đủ thứ quá. Bên đây thì qua, mình qua đây là do ba mình muốn lãnh. Đây quá trời bạn mới luôn. Texas này quen mãi quá trời, gần Mexico mãi quá trời. Bạn Việt Nam mình cũng có, mãi cũng có, Việt Nam đây cũng quá trời, mãi cũng có. Thôi chết tôi. Mỹ cũng có. Chung là mình ít thứ quen thôi, không ngại ngại gì sao. Chứ mình không ngại, mình cũng quen lâu rồi. Em xíu bạn chết với tôi.
Nó đang tập trung quá. Nó cứ tập trung nó bị vậy. Mình cứ nói các bạn là phải nói ý ý rồi, không nói tận rồi. Ui, mày thấy. Về nhà lên nuôi giày cái là tính gì cũng. Ê. Ai hỏi mình qua bên Mỹ này vui không? Vui, cũng được. Học được học tốt Việt Nam mà hết hết rồi. Ghét những cái chà bà ha, cái gì. Ôi đủ. À, xin lỗi các bạn, mình bị chửi thề. Ôi, trời ơi, sao nó hay quá vậy? Chơi sao á, sao nhắm mấy con mình yếu máu mà đánh mình, mấy con mình mạnh đánh trước, đi nhắm mấy con yếu đánh trước, mấy con mạnh đè ra nó hấp di mình tơi tả hết. Lên giày, lên guốc rồi đi cho nó thoải mái. Đôi chân mong lưng về không chung. Quá giỏi luôn các bạn. Thiệt chứ, nếu mình biết thì mình phải chịu lắm nha. Đẩy nhà tựa lưa hết. Hiểu có một sự sống. In my vocabulary, quiver. Enemy team stole a minion mine. Your minions are now weaker. Một cái giáp. Đâu hết là ta. Đi đâu rồi? Gầm vặn quá vậy. Mình thì chơi thì lên kiểu nào cũng được. Bạn có chơi, các bạn muốn lên kiểu nào tùy các bạn. Các bạn thấy mạnh thì cũng lên. Cái kiểu hồi nãy lên cái kiểu không dũng từ bây giờ tôi đang chơi. Đang không dũng. Cứ lên phép không à. Rất là không dũng. Không hiểu sao nó còn là đam mà nó lên phép.
À, bắn rất là thốn nha, mình thấy mình bắn rất là thốn. Cỡ nào cũng chơi được. Nó ra, cho nó ra. Nó ra, nó ra, nó ra. Rồi xong. Chị đi. Rồi khỏi nào ra ha. Quéo liền, quéo dò liền, quéo dò liền. Bấm, bấm, bấm. Bắn đít nâng cái chạy vui. Đó, vậy đó, khè khè. Nẹt bố. Nẹt bố. Nẹt bố. Trời trời. Bắn gì? Nẹt bố cái này. Nẹt bố, nẹt bố. Con tầm thì không biết đang cao hay gì á. Nghĩ là vậy thôi chứ không biết sao. Ây, sao trận này mình ghi nữa rồi. Ôi trời ơi, gì vậy? Một đứt máu. Mình thắng rồi. Tết, tết. Cảm ơn tất cả bạn đã ủng hộ mình. Đây, nơi có bất ngờ sau đây. Bất ngờ nhỏ. Cái này. Wow. Level. Mười bốn thì chúng ta sẽ coi cái người có cái gì đây, tiền hay là 200 mấy. Mình sẽ coi cái người có cái gì đây, đây là anh cơ đấu đội. Mình sẽ coi các con có rương đầy một cái rương. Mình sẽ mở ra con có cái rương gì đây, kịp kịp 47. Mình sẽ mở ra nào trước, mở ra này trước. 25 vàng con. Một cái bài như này đi, một cái bài này epic này đó là mình chưa có đó. 600 vàng ít quá mấy bạn. Các bạn chơi những lúc đầu bạn mở nó chỉ nó lên được tới mấy trăm lận, mấy ngàn luôn á. Bây giờ mình chơi mở mấy trăm và chúng ta sẽ kết thúc việc này về đây. Và các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình để được theo dõi những cái video tiếp theo hay hơn. Và bạn nào có game hay thì cứ bình luận cho mình sẽ thấy được, mình sẽ ok, chúng ta sẽ làm game đó và chúng ta sẽ quay clip cho bạn coi. Ok. Ok nha, và chúng ta sẽ dừng video này. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Chúc cho ngày tốt lành.